Chào anh em cần thủ đến với kênh máy câu Nhật bãi của mình nha. Thì hôm nay mình có 14 con máy câu giới thiệu với lại anh em . Đầu tiên thì chúc anh em nhiều sức khỏe, vui vẻ và an lành. Bây giờ mình giới thiệu con thứ nhất . Con thứ nhất là con Olympic Scott 95. Olympic Scott 95 . Thân á, là bằng nhôm nha. Cái ốp này nhựa này, ốp cối carbon nha. Size size con này tầm 2.000 đến 3.000 ha. Nặng là 280 gram. Rồi, con mã số 1 này giá 135k mình bao ship nha. Mô-bin sóng . Con này chết tay phải nha. Mô-bin sóng chết tay phải. Không đổi tay được ha. Giá 135k mình bao ship nha. Này. Dòng này thì để câu tôm, câu cá phi bé bé ha. Giá 135k mình bao ship nha. Rồi. Con số 2 cũng là một con Olympic Scott, một Olympic Scott 95 ha. Rồi. Con này với con kia y chang nha. Con số 2 này cũng giá 135k mình bao ship ha. Con này cũng chết tay phải luôn nha, không đổi tay trái phải được ha. Con này quay hoàn toàn tay phải nha. Rồi, đến con thứ ba. Con thứ ba là con Shimano Z3 nha, Shimano Z3. Thân là nhôm nha, thân nhôm. Cối carbon ha. Đây. Ngoại hình con này còn sáng nha, ngoại hình đang còn sáng bóng nha. Thân nhôm cối carbon ha. Đây. Chỗ con lăn này hơi xấu xíu ha. Rồi, con lăn thì đang còn sáng bóng nha. Mô bin sóng không đổi tay trái phải được. Con này là chết tay phải ha. Này. Rồi, cái mô bin này không còn kêu nữa nha. Mô bin này không còn kêu nữa ha. Do bị hư cái lẫy bên trong không kêu ha. Rồi. Hoạt động êm mượt nha. Đây, đó. Hoạt động đang còn êm mượt ha. Con này giá là 235k mình bao ship nha, con số 3 nha. Chết một bên tay phải ha. Ngoại hình thì đang còn sáng bóng nha. Rồi, giá 135k mình bao ship ha. Ở đâu? Con này là giá 235k, con này giá 235k mình bao ship nha. Shimano Z3 ha. Số 4 là con Taiyo nha. Con Taiyo này là hàng nội địa Nhật ha. Đây, tay quay kiểu dáng cổ nha. Không đổi tay trái phải được. Con này cũng chỉ quay một bên tay phải thôi ha. Mô bin sóng nha. Đó, con này mô bin sóng. Không đổi tay trái phải được ha. Rồi, con này nó có mỗi cái chế độ quay tới thôi nha, không quay lui được ha. Đó. Mô bin sóng không đổi tay trái phải được, chỉ quay lui thôi ha. Con này size của nó là con này size tầm 2.000 nha. 2 đến 3.000 đấy, con này trên cối không có ghi. Thân á, là thân kim loại ha, cối carbon. Size con này tầm 3.000 á. Mô bin sóng không đổi tay trái phải, size 3.000, máy Taiyo nội địa Nhật ha. Rồi, con này giá 185k mình bao ship nha. Con số 4 giá 185k mình bao ship ha. Rồi, con số 3 để mình nói lại. Con số 3 này á, là cước 0.37 vô được 160m nha. Con này size 3.500 ha. Con này size 3.500 nha.
Rồi con số 3 này giá là 235k, mình bao ship ha. Rồi tiếp theo con số 5. Số 5 là con là một con Olympic Spark V120 ha. Olympic Spark 120 VO nha. Đây, con này ngoại hình còn sáng đẹp ha. Con này ngoại hình còn sáng đẹp nha. Này, ở trên cái viền cối chỗ này có hơi chảy xíu à. Này, viền cối này, viền cối đây hơi chảy xíu à. Này, không đáng kể nha. Rồi, con này là size 6000 ha. Con này size 6000 nha. Không đổi tay trái phải được ha. Con này chết một bên tay phải ha. Không đổi tay trái phải được nha. Rồi, chết một bên tay phải ha. Rồi, tay quay đang còn sáng bóng nha. Tay quay đang còn sáng bóng. Cước số 6 là vào 160m ha. Con này nặng 340g. Ratio là 3.58 nha. Thân carbon, cối là thân là kim loại, cối carbon nha. Mô bin sóng, không đổi tay trái phải được. Con này giá nó là 280k, mình bao ship nha. Ở tay quay có bị xích mất miếng này nhưng không đáng kể ha. Nếu câu con này là vẫn đang ngon nha. Rồi. Con này giá 280k, mình bao ship ha. Tiếp theo là một con Rody nha, máy cổ ha. Con này là con số 6. Nặng 350g ha. Mô bin sóng, không đổi tay phải được nha. Con này lại chết tay trái ha. Không đổi tay phải được, con máy này chết tay trái ha. Rồi, bật cái lẫy là không gập lên được nha, mà phải quay đây mới lên ha. Đó. Con này là con Rody ha. Đấy. Rồi. Cái mà để gạt gạt chó này không còn nha. Cái gạt này không còn ha. Con cái gạt này bị gãy rồi nha. Đó. Con này xả rẻ cho anh em chơi nha. Con này size 5000 á. Con này size tầm 4 đến 5000 á, full carbon luôn ha. Rồi, con này có giá là 150k, mình bao ship nha. Con này có giá 150k, mình bao ship ha. Rồi. Tiếp theo con số 7. Con số 7 là con Olympic E100 ha. Olympic E100 nha. Con này chết tay phải ha. Không đổi tay trái phải được nha. Rồi, con này full carbon luôn ha. Mô bin sóng, chết tay phải. Con này nặng là 280g nha, mã số 7. Nặng 280g, mã số 7. Con này cũng đang còn rất đẹp nha. Size tầm 4 đến size tầm 4000 á, size tầm con này size tầm 4000 ha. Giá con này là 150k, mình bao ship nha, mã số 7. Không đổi tay trái phải được ha, chết một bên tay phải nha. Đây, tay quay đang còn sáng bóng ha, tay quay còn rất sáng bóng nha. Rồi, lấy cước đây ha. Đó. Con này giá 150k, mình bao ship nha. Rồi, con số 8. Con số 8 này là con Olympic Scott 430 ha. Olympic Scott 430. Con này là con máy cổ. Size tầm con này size tầm 10.000, hơn 10.000 ha. Con này chắc phải size 12.000 á. Tại vì con này quá to ha. Mô bin sóng, không đổi tay trái phải được nha. Con này cũng chết tay phải luôn ha. Nặng 700g nha. Con này rất là to ha. Không đổi tay trái phải được, nặng 700g ha. Đó, mô bin sóng nha. Con này rất là lớn ha. Size tầm 12.000 trở lên á. Rồi, cuộn cước đang mới tinh nha. Máy thì cũ rồi ha. Nhưng mà mọi thứ đang còn êm mượt nha. Nhông cốt êm mượt ha. Đấy. Con lăn đang còn sáng ha. Máy đời cổ ha. To lắm. Cầm không nổi luôn á. Rồi. Con này là con mã 2, 4. Mã số 8 à. Mã số 8 này để cho anh em giá 300k, mình bao ship nha. Cực kỳ to khủng bố luôn ha. Giá 300k mình bao ship nha. Rồi đến con số 9.
Con số 9 giờ là máy đẹp không nha anh em? Số 9 lên máy đẹp ha. Đây. Con số 9 là con Olympic Golden Cup G40 nha. Olympic Golden Cup G40 ha. Đó anh em nghe tiếng đó nè. À. Con này cực kỳ êm mượt nha. Full carbon luôn ha. Cối đúc nha. Đó, cối đúc à, côn nó kêu này. Đó, cối được đúc ha. Rồi, đây. Cối đúc bên trong đang còn sáng nha. Cối đúc bên trong đang còn rất sáng nha. Rất sáng đẹp nha. Đây, cái nắp này á, là không không gỡ được ha. Đó. Rồi. Con này mô bin sóng, đổi tay trái phải. Cối mâm đúc hết ha. Này, con lăn còn sáng bóng nha, con lăn còn xoay ha, đang còn rất đẹp nha. Đó, anh em nghe tiếng côn đó nè. À, rồi gạt đang còn tốt ha. Rồi. Đó, rất êm mượt nha, con này cực kỳ êm mượt ha. Rồi, size con này tầm 5.000 ha, con này size tầm 5-6.000 nha. Đang còn cực kỳ êm mượt ha. Đó, côn đang xoay nè. Đó. Rồi. Con này có giá là 435k mình bao ship nha. Con này có giá 435k mình bao ship ha. Con này là Golden Cup G40 nha. Đó, đang còn rất êm mượt nha, cực kỳ êm mượt luôn ha. Đây. Cối này được đúc nha. Rồi. Con này có giá là 435k mình bao ship nha. Rồi. Tiếp theo là con số 10 ha. Con này con số 10 nha. Con số 10 là một con tai vô ha. Đây anh em nhìn con tai vô đang còn mới cứng nha. Không phải con cũ đâu ha. Đó, con tai vô này còn mới cứng nha. À, cối là gold nha. Cối màu gold nha, đang còn rất đẹp ha. Ở chỗ này có sơ sơ thôi. Đấy, nó bị ăn mòn sơ sơ thôi ha, không đáng kể nha. Đây. Ở bên trong đang còn mới sáng choang nè anh em nhìn nè ha, đang còn rất mới nha. Sáng choang luôn ha. Đó. Con này con tay vô 600 ha. À, cước số 8 vào 825m ha. Size con này tầm 10.000 chuẩn nha. Đó. Đang còn cực kỳ êm mượt nha anh em nghe nè, anh em nghe kêu nè. Đó. Rất mới ha, rất mới nha, cực kỳ êm mượt luôn nha. Đó, tiếng côn kêu nè. Đây, đây ha. Rồi, con này con tay vô 600 nha. Size thật của nó khoảng 10.000 ha. Ratio là 4.7 nha. Con này là con mã số 10 ha. Rồi. Con này có giá 685k mình bao ship nha. Con này có giá 685k mình bao ship ha. Rồi. Tiếp theo là con Diamond ha. Con Diamond E5 No 1 nha. Con này á, thì mình đã giới thiệu với anh em nhiều lần lắm rồi ha. Đây. Con này á, là mã số 11 ha. Giá 300k mình bao ship nha. Con này không đổi tay trái phải được nha. Con này là tay bên phải ha. Không đổi tay trái phải được ha. Rồi. Con này mình đã giới thiệu nhiều lần rồi ha. Đó, con này là bên mình máy rất là nhiều nha. Thì con này dòng Diamond này mình giới thiệu với anh em nhiều rồi ha. Đến giờ không giới thiệu lại ha. Con này á là 300k mình bao ship nha. Full kim loại ha. Full kim loại, hoạt động còn êm mượt nha. Ratio là 5.2 nha. Rồi. Con này size 2.500 ha. Con này size 2.500 nha. À. Con số 11, đây con số 11 ha, size 2.500 nha. Giá 300k mình bao ship nha. Rồi, tiếp theo cũng là một con Diamond nữa ha. Con này con số 12 nha. Size cũng 2.500 luôn ha. Ratio là 5.2 nha. Con này không đổi qua tay phải được ha. Chết, con này không đổi qua tay trái được nha. Con này là chuyên tay phải ha. Này, con này cũng giá 300k mình bao ship nha. Rồi. Tiếp theo là mình lên hai con máy
ha. Tiếp theo là mình lên hai con máy đuôi chuột nha, hai con Shimano luôn hả, hai con Shimano nha. Thì con máy số 13, con này là con máy số 13 ha. Đó, đây đây ha, đây là con máy số 13 nha, đây là con Shimano Titanos ha, Shimano Titanos GS7000 ha. Rồi hai con máy này là GS7000 nha. Rồi ba bạc đạn ha. Size thực của nó là size thực nó là cước số 14 vào 140 m ha. Size con này 12000 nha. Size thực nó là 12000 ha. Tem đang còn nha, tem đang còn nha. Đây, côn vặn ở đây cũng được ha. Đó, xả nhanh đây ha. Vặn đây cũng được nha. Đó. Rồi. Đây có cái lẫy nữa ha. Đó. À. Cực kỳ êm mượt nha anh em, cực kỳ êm mượt nha. Rồi. Hai con này là cực kỳ êm mượt nha. Shimano GT7 ha. Đây. Cối bên trong đây ha. Còn sáng bóng nha. Rồi, mô bin sóng, đổi tay trái phải, full carbon luôn ha. Đó. Rồi, con này có giá 1,2 triệu nha, con này có giá 1,2 triệu ha. Bên này thì bị mất cái tem rồi nha. Đây, bên này còn ha. Rồi. Con này có giá là 1,200 triệu ha. Con này có giá 1,200 mình bao ship nha. Rồi, GT7000, size thực là 12,000 đi ha. Size thực là cước 14 vào 140 m. Size thực nó 12,000 đi. Rồi. 14 là con, cũng là một con Shimano ha. 14 cũng là một con Shimano nha. Con này là Shimano ES7000 ha. ES7000 nha. Size thực nó 12,000 luôn ha. Đấy. Con này cũng cực kỳ êm mượt nha. Ở đây có cái xả nhanh xả chậm nữa ha. Rồi bật này lên là khóa côn ha. Đó, khóa côn cứng ngắc nè. Khóa bun luôn ha. Rồi. Bật xuống là xả ra lại ha. Rồi. Con cực kỳ êm mượt nha anh em. Đuôi chuột đây ha. Rồi, size thực 12,000 nha. Đây ha, đang còn mới nha. Ráp vô chưa ráp được chứ, biết bị cấn chỗ nào. À đây, chưa có đúng chiều của nó. Rồi, đây ha, cực kỳ êm mượt nha anh em. Rồi, con số 14 này là cũng kết thúc chương trình hôm nay luôn ha, kết thúc phần giới thiệu mình nha. Thì 14 này giá cũng 1,2 triệu luôn ha. Anh em đặt hàng thì liên hệ trực tiếp Zalo mình nha. Thì mình xin lưu ý với anh em là khi mà bên ship code người ta giao hàng là anh em nhận hàng kiểm tra hàng thật kỹ trước khi nhận ha. Đó. Thì nếu mà hàng giao đến anh em không ưng ý thì anh em cứ trả ngược về cho mình nha. Con mã số 15 thì hôm nay mình lên một con siêu phẩm đi ha. Lên một siêu phẩm số 15 đi ha. Đây nha. Đây. 15 ha. À, lên con siêu phẩm cho vui nha. Đây. Đây là một con Daiwa SS5000LB ha. Daiwa SS5000LB có tay thắng nha. Đó, có tay thắng đây ha. Rồi. Dòng này mà cạo thì khỏi chê ha. Nếu mà anh em đánh biển dòng này thì không chê đâu được hết ha. Trong này cạo trâu, cạo bò gì cũng được nha anh em. Đó. Đang còn mới long lanh nha. Đây, anh em ngó cái cốt nha.
Con này là chuyên để cho anh em đi săn hàng thôi ha. Đây ha. Đó, cốt lớn nha. Nè, anh em nhìn cái này đó ha. Anh em nhìn răng cưa này. Cực kỳ khủng luôn ha. Đây, bun đang còn mới như hết ha. Đó, đang mới long lanh nha. Mà xôi cái đó là đồ bãi thôi ha. Đó. Con này đang còn rất là đẹp nha anh em. Đẹp mà cũng cực kỳ hiếm luôn ha. Tức là đồ bãi thì nói chung những dòng này vẫn có nhưng mà hiếm hiếm con được đẹp như này ha. À, những con mà đẹp như này rất là hiếm nha. Đây, anh em để ý chỗ này còn có một cái lẫy nữa này anh em. Đó, cái lẫy nữa này ha. Vậy thì khi ráp cái này vô là anh em phải cẩn thận ha. Đó, ráp này vô hơi khó nha. Mình ráp mãi chưa vô ha. Rồi, ráp nó vô nó hơi khó xíu. Đó. Rồi. Đây ha, khi mà quay về bóp thắng là đứng liền ha. Đó, bóp thắng là đứng liền nha. Đó, bóp thắng cái là đứng liền ha. Đó. Đây, không quay lui được nha anh em, không quay lui được ha. Đó, không quay lui được ha. Đó, có chế độ là chống trả lui nha, bóp thắng là đứng liền ha. Mô bin sóng nha. Mình ráp bị cấn cái chỗ này là bực mình thiệt á. Này, nó có cái lẫy ở đây nữa ha. Ráp vô hơi khó. Rồi, ráp được rồi. Đây, mô bin sóng ha. Tem nhãn hai bên đang còn hết nha. Tem nhãn còn nguyên hết ha. Đó, con này thực sự ra là còn rất mới nha. Con này thực sự còn cực kỳ mới luôn ha. Đây, ở chỗ này á, là có cái vết chày nó nè. Có mấy vết chày này. Cái này là do mình để ở dưới cái kệ sắt thôi ha. Không ảnh hưởng gì nha. Để lâu ngày thôi chứ không có gì hết ha. Rồi, bật qua này. Đây ha. Đó, không quay ngược lại được nha anh em, con này không thể quay ngược lại được ha. Đó, chỉ có một chế độ là quay tới thôi ha, chỉ có chế độ quay tới vậy thôi nha, không có chế độ trả lui đâu ha. Đó. Êm mà không êm thôi ha, bóp thắng là đứng liền ha. Đó, bóp thắng là đứng ha. Mô bin sóng nha, đổi tay trái phải ha, máy còn zin từ A đến Z nha. Con này là con số 15 ha, cực kỳ đặc biệt luôn nha. Ở trên thị trường thì nhiều shop, nhiều anh em vẫn có ha. Nhưng mà cái độ mới, mà cái độ đỉnh như thế này thì rất là hiếm nha. Tại vì con này còn cực kỳ mới luôn ha. À. Đó. Thì con số 15 này anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp Zalo mình nha. Rồi, chào anh em ha. Chúc anh em xem video và lựa được nhiều con máy ưng ý ha. Rồi. Cảm ơn anh em nha. Cảm ơn em những ngày qua đã ủng hộ mình nha. Rồi, chào anh em nha.